Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Mình biết là trong cái tầm giá khoảng tầm 7 triệu hơn mà các bạn đang muốn mua cho mình một cái điện thoại tầm trung sử dụng mượt mà tí, game khủng đã một tí thì chắc hẳn các bạn sẽ phân vân đến hai chiếc điện thoại mình đang có ở đây. Mi 9SE và Samsung Galaxy A70. Tại sao mình nói là hai sản phẩm này nó phân vân? Bởi vì sao? Tại vì cái mức giá của hai con này thì nó cũng không chênh lệch nhau là quá nhiều. Đây, giá niêm yết tại 7S thì là 7690 với cả 8150, tức là chênh giá đâu đó có mấy trăm nghìn thôi. Cũng được áp dụng giảm giá thông qua VNPay Korea tối đa là 500k nữa. Thì các bạn có thể tham khảo thông qua link ở phía bên dưới phần mô tả video nhé. Tức là nếu như phân vân thì hai chiếc điện thoại này đôi khi các bạn có thể cố thêm một chút xíu nữa để lấy con Galaxy A70 được. Nên là thôi, so sánh tí trong cái video ngày hôm nay để xem các bạn nên mua chiếc điện thoại nào với những cái nhu cầu mà các bạn đang muốn sử dụng. Thì mình cũng phải xác nhận lại với nhau một chút nhé. Nhìn ở cái kích thước màn hình thì nó quá khác biệt nhau rồi. Một cái chỉ là khoảng 5,97 inch, 6 inch, một cái tới 6,7 inch. Nó đã quá khác biệt nhau. Thế nên bạn mà cần cho mình một cái điện thoại nhỏ, gọn, đương nhiên là Mi 9SE. Còn nếu như bạn nào cần cho mình một cái điện thoại to, bự, màn hình lớn, xem phim các thứ cho sướng thì chắc chắn là Galaxy A70. Và nếu như nhu cầu của bạn chỉ cần quan tâm như thế thì đã xác định được rồi thì ok, thoải mái luôn. Còn nếu như các bạn có thể chấp nhận được cái vấn đề kích thước màn hình mà cần những thứ khác tốt hơn thì video này mới thực sự là dành cho các bạn này. Ok, hai sản phẩm này mức giá tương đương nhau. Thế thì nó khác biệt nhau những cái gì và trải nghiệm cái nào tốt hơn? Nói về thiết kế bên ngoài, Mi 9SE tốt hơn hoàn toàn so với Galaxy A70. Nếu không muốn nói là tốt hơn một trời vực luôn ấy. Một bên thì là kim loại và mặt kính, một bên thì là full nhựa. Đấy, mặt lưng đằng sau thì các bạn có thể thấy là Mi 9SE nó phẳng hơn, nó đẹp hơn và nhìn nó sang hơn rất nhiều so với Galaxy A70. A70 bo cong các góc, các cạnh, cảm giác cầm nắm trong tay thì tốt, thế nhưng nó được hoàn thiện 100% từ nhựa. Thì đấy, tức là nhìn cái phía mặt lưng như này, nhựa và mặt kính nó đã là khác biệt nhau quá nhiều rồi. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ trên Mi 9SE mình không ưng cho lắm, đấy là cái cụm camera nó lồi hơi nhiều. Và mặt lưng thì cái cụm camera của A70 nó lồi ít hơn hẳn khi mà đặt lên mặt bàn này. Đó, rất là chắc chắn, thoải mái, không bị bập bênh nhiều. Trong khi đó với Mi 9SE thì ôi dồi ôi, đây tà răng tăng tăng tăng, trời, đừng hỏi luôn. Nhưng mà không sao, đẹp nó là quyết định tất cả. Và bây giờ mình biết là nhiều người thích đẹp hơn, đặc biệt là với cái kiểu mà mặt lưng như thế này thì đôi khi chúng ta dán da vào các thứ thì nó cũng đẹp mà, đâu có vấn đề gì đâu, đúng không các bạn? Rồi quay lại phía mặt trước thì chúng ta đều có màn hình giọt nước và chúng ta sẽ đều có một cái cằm bên dưới nó hơi dày hơn một chút so với các cạnh các bên. Thì bản thân mình đánh giá là cái thiết kế cằm á, hai sản phẩm này nó cũng khá là tương đương nhau, bởi vì cái hiệu ứng cái màn hình lớn hơn trên con Galaxy A70. Thế nên mới đầu nhìn vào thì các bạn sẽ cảm thấy là cái cằm bên dưới của A70 nó mỏng, thực sự rất là mỏng, mỏng hơn so với Mi 9SE. Nhưng mà thực ra đặt cạnh để mà so cụ thể thì nó cũng thế, tương tự như nhau. Một bên là giọt nước kiểu dạng chữ V, một bên thì cái này nó giống Infinity U hơn. Mà đúng, cái này là Infinity U mà, còn cái này thì nó gọi là giọt nước các thứ thôi. Mỗi bạn sẽ đều có một gu khác nhau. Nhưng mà sẵn tiện ở đây thì mình cũng chia sẻ một chút về mặt màn hình. Thì màn hình của Mi 9SE trong hơn, tuy nhiên thì nó bị in bóng hơn rất nhiều so sánh với A70. A70 thì nó không trong bằng, nó hơi bị ám xanh nhẹ một tí. Nhưng cái hiện tượng gọi là in bóng cái màn hình này thì ít hơn, ít hơn hoàn toàn. Và cái trải nghiệm khi các bạn sử dụng ngoài trời thì nó có thể nói là 1.9 và 1.10. A70 thì cho trải nghiệm tốt hơn một chút. Thế nhưng đó chỉ là sử dụng ngoài trời mà thôi, chứ nói về giải màu này, độ sáng này, độ tương phản thì màn hình của Mi 9SE vẫn tốt hơn, bởi vì nó hỗ trợ HDR. A70 tuy đắt hơn nhưng cũng không có cái công nghệ này. Và HDR bây giờ quan trọng lắm các bạn ạ. Sử dụng để mà xem video mà có hỗ trợ HDR nó phê là phê luôn. A70 thì lại không có, hơi tiếc. Chấp nhận, không biết nói sao giờ. Nhá. Tức là nói về thiết kế và cái màn hình, tức là cái mà người ta đập vào mắt khi mà nhìn vào lần đầu tiên, thì Mi 9SE đã làm tốt hơn so với A70. Đến một thứ khác, nó là cái hiệu năng đi. Thì một bên là Snapdragon 675, một bên là Snapdragon 712. Nghe cái số thì các bạn đã biết cái nào tốt hơn rồi đúng không? Mi 9SE tốt hơn so với A70. Tốt hơn về CPU, tốt hơn về GPU và kể cả trong quá trình gaming các thứ thì Mi 9SE cũng tốt hơn. Mà thậm chí nó còn tốt hơn ở một cái việc khác nữa, đó là vấn đề tản nhiệt. Thì tản nhiệt của Mi 9SE nó tản xung quanh cái khung viền kim loại này ra ngoài rất nhanh và khiến cho các bạn, nếu mà chúng ta có chơi game á, thì nó cũng ít bị cái hiện tượng sụt FPS trong quá trình mà bạn chơi game hơn. Nói chung là sẽ vẫn có, cho những tựa game nặng như PUBG Mobile vẫn có. Cái sản phẩm này thì mình đều đã có những cái video chia sẻ rất kỹ về khả năng gaming rồi, các bạn cũng có thể xem lại trên kênh. Và nói chung là Mi 9SE chơi game ngon hơn so với Galaxy
A70. A70 thì cái điểm lợi của nó là nếu như các bạn chơi những tựa game như kiểu Liên Quân Mobile ấy, nó nhẹ nhẹ ấy, thì bởi vì nó là vỏ nhựa mà thì nó không bị cảm thấy nó quá nóng ra tay của các bạn, thì nó cũng là một cái điểm gì đấy nó gỡ gạc lại được tí. Nhưng mà thực sự xét về hiệu năng gaming thì Mi 9 Air vẫn hơn so với là Galaxy A70. Có chăng là A70 với cái One UI này thì nó có những thứ trải nghiệm nó hay hơn so với MIUI ở một vài điểm mà thôi. Thế nhưng xét về tổng thể thì mình vẫn thích cái MIUI hơn. Tùy biến được nhiều thứ hơn, giao diện dễ sử dụng hơn, theme thì cực kỳ nhiều những cái đáng yêu cute các kiểu. Và đặc biệt là nó có cái bảo mật Mi Cloud. Khắm đừng hỏi luôn. Nói vậy là đủ rồi. Mỗi bạn sẽ đều có một sự lựa chọn khác nhau ở vấn đề này nhá. Camera thì sao? Camera ở cả hai sản phẩm này, camera chính của chúng ta đều có 3 ống kính. Thế nhưng lại một lần nữa Mi 9 SE làm tốt hơn. Tốt hơn ở điều gì? Tốt hơn đó là 3 ống kính với 3 góc độ chụp khác nhau: tele, góc thông thường và góc rộng. Trong khi đó với A70 nó sẽ chỉ là góc thường, góc rộng và một ống kính đo độ sâu trường ảnh giúp các bạn xóa phông mà thôi. Mình thì không quan tâm đến ảnh xóa phông nên mình sẽ không demo. Tuy nhiên xét về cái hình chụp ở camera chính và xét về hình chụp ở camera góc rộng, Mi 9 SE tốt hơn hoàn toàn so với A70. A70 chỉ chụp ở trong những môi trường hơi thiếu sáng nhẹ là hình ảnh nó bị bệt lại, chi tiết nó rất là kém. Mi 9 SE thì nó đỡ hơn, thế nhưng mà rõ ràng luôn, nó đã là tốt hơn so với A70 rồi. Tức là nếu như bạn cầm một cái camera tốt thì Mi 9 SE vẫn sẽ là tốt hơn so với A70. Khẳng định luôn. Quay đến cái camera selfie đi thì thông số của camera selfie nó mang tính chất tượng trưng, không quan tâm. Mình sẽ để mua một vài tấm để các bạn cảm nhận thấy là cái camera selfie của máy nào tốt hơn nha. Như bản thân mình thì mình thích cái chất hình selfie của Mi 9 SE này hơn. Ô thế từ nãy đến giờ, từ thiết kế bên ngoài, từ màn hình, từ hiệu năng, từ camera, Mi 9 SE nó đều hơn hoàn toàn so với A70 rồi. Thế thì chẳng nhẽ A70 lại cùi thế? Không, A70 nó vẫn có những cái lợi nhất định của nó. Thứ nhất, pin của nó lớn hơn, 4.500 mAh so với là 3.070 mAh của Mi 9 SE, thì pin của A70 nó đập cho Mi 9 SE thì gọi là đứt đuôi luôn. Không muốn nói là kiểu chấp luôn, chắc chấp tầm 70% pin con này, 70% pin vẫn còn ăn được con này về pin. Nói chung là pin của A70 nó thực sự rất trâu một cách kinh khủng luôn. Và nó cũng có cái công nghệ sạc nhanh là 25W mới của Samsung, sạc rất nhanh. Mi 9 SE thì sẽ là 18W mà thôi, mà thậm chí là cái cục sạc tặng kèm bên trong cái con A70 này cũng là 25W rồi, sạc rất là nhanh, rất là ngon. Nó là C2C luôn, nên nếu như bạn nào mà dùng kèm với iPhone nữa là chúng ta lại có thêm một cái adapter sạc nhanh cho iPhone nữa, rất là tiện lợi luôn. Một cái nữa mà nhiều người cũng sẽ rất thích, đấy là A70 có jack cắm tai nghe 3.5mm, điều mà Mi 9 SE không hề có. Và quan trọng thêm nữa, nó là Samsung. Đó, cái này là cái chốt hạ này, nó là Samsung. Nó là cái thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam bây giờ, không muốn nói là hàng đầu trên thế giới. Nó có những cái dịch vụ dành riêng cho người Việt Nam, ví dụ như là quà tặng Galaxy với rất nhiều những ưu đãi trong cái việc ăn uống, vui chơi giải trí của các bạn để giúp các bạn tiết kiệm chi phí hơn. Và đây là những thứ mà chưa có một hãng nào làm tốt được như Samsung ở thị trường Việt Nam. Nên là nói cho đúng, nếu các bạn cần cho mình một cái điện thoại nhỏ gọn, màn hình đẹp, thiết kế đẹp, sử dụng mọi thứ đều ok, trải nghiệm rất là mượt mà và thậm chí hỗ trợ cập nhật thì cũng sẽ rất là lâu về sau, thì Mi 9 SE sẽ là một sự lựa chọn rất là ngon, thậm chí nó còn là kinh tế nữa. Nhưng nếu các bạn cần cho mình một cái điện thoại phải có màn hình lớn hơn, hiệu năng thì vẫn rất ngon với Snapdragon 675, chơi game ok, sử dụng ok, không vấn đề gì cả, không có điều gì phàn nàn cả. Pin rất trâu, hỗ trợ rất tốt ở thị trường Việt Nam với những cái dịch vụ và ứng dụng kèm theo, những cái quà tặng kèm theo, có jack cắm tai nghe 3.5mm hay là cái thiết kế của nó thì lại cầm nắm sử dụng trong tay rất là dễ dàng, cầm rất thoải mái. Nó là bằng nhựa, thế nên là cái tỷ lệ chẳng may mà rơi rớt ạ, mặt lưng đằng sau này nó sẽ ít bị vỡ hơn so với mặt lưng kính của Mi 9 SE. Đó, thì đó là những cái chia sẻ và những cái đánh giá và so sánh của mình về hai cái sản phẩm này mà thôi, Mi 9 SE và Galaxy A70. Vậy thì các bạn nghĩ sản phẩm nào sẽ hợp với các bạn hơn, Mi 9 SE hay Galaxy A70, thì hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là hai sản phẩm này đang có mức giá rất là tốt tại Sale.net. Mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện click hơn. Nhớ click để cập nhật cái mức giá tại thời điểm các bạn đang xem video, tại vì đôi khi vào cuối tuần sẽ có hot sale các thứ gì đó, chúng ta lại được giảm giá nhiều hơn thì sao. Nhớ click nhá. Ok, còn video của mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.